Việt Nam công bố ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, 233 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Hướng dẫn mới nhất về tiêm mũi bổ sung cho người đã tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Lo bùng phát dịch bệnh, thành phố Hạ Long cấm cán bộ công chức đến quán ăn. Hà Nội kiểm tra thanh tra việc bán thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19. Giấy xác nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 mới nhất được hiểu thế nào? Thế giới đã ghi nhận trên 301 triệu ca mắc Covid-19. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của Bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 8 tháng 1. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, tin từ Bộ Y tế Việt Nam công bố đã ghi nhận 16.278 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 16.254 ca nhiễm trong nước, ghi nhận tại 59 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước và ở mức cao 233 ca tử vong. Các ca tử vong phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Đồng Nai 23 ca trong 2 ngày. Long An 16, Tiền Giang và Vĩnh Long đều 14 ca, Bình Dương 12, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng đều 11 ca tử vong. An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang mỗi nơi đều 10 ca tử vong. Đồng Tháp 9, Tây Ninh 8, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau đều 7 ca tử vong. Bình Định, Khánh Hòa, Bình Phước, Bình Thuận mỗi nơi 6 ca tử vong. Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đều 2 ca tử vong. Nghệ An, Gia Lai và Lâm Đồng, mỗi nơi một ca tử vong. Các ca nhiễm mới phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua, ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau: Hà Nội 2723 ca mắc mới, Hải Phòng 795, Khánh Hòa 790, Bình Phước 716, Vĩnh Long 699, Cà Mau 676, Bình Định 667, Tây Ninh 583, Trà Vinh 498, Thành phố Hồ Chí Minh 489. Bến Tre 443, Hải Dương 443, Bắc Ninh 351, Quảng Ninh 345, Hưng Yên 319, Đà Nẵng 309, Thanh Hóa 275, Bà Rịa Vũng Tàu 263, Hà Giang 263, Lâm Đồng 245, Thừa Thiên Huế 235, Kiên Giang 229, Cần Thơ 213, Bạc Liêu 210, Hòa Bình 197, An Giang 188, Quảng Ngãi 186.

Phú Yên 56, Quảng Bình 54, Bắc Cạn 53, Bình Dương 52, Ninh Thuận 39, Tuyên Quang 35, Long An 32, Lai Châu 32, Cao Bằng 31, Lào Cai 27, Con Tum 23, Điện Biên 21 và Gia Lai 2 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.843.621 ca nhiễm, trong đó có 1.479.048 ca đã khỏi bệnh. 336.631 ca đang phải điều trị và 33.880 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Hướng dẫn mới nhất về tiêm mũi bổ sung cho người đã tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc Thưa quý vị, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam về việc tiêm vaccine COVID-19, người đã tiêm hai mũi vaccine Verocell của Trung Quốc có thể tiêm mũi 3 bằng vaccine AstraZeneca Verocell của Sinopharm hoặc vaccine mRNA Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương của Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine COVID-19 AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Verocell. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật bổ sung ngày 16 tháng 12 năm 2021, thì lại có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác. Do lo ngại dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chính quyền thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức không tham gia ăn uống tại các nhà hàng. Theo lý giải của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện một số ổ dịch và các ca nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến các nhà hàng, quán ăn. Đáng chú ý, nhiều ca F0 là các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn thành phố Hạ Long làm ảnh hưởng tới hoạt động điều hành chung của thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan. Ngoài việc cấm cán bộ công chức đến quán ăn, chính quyền thành phố Hạ Long còn tạm dừng hoạt động bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn. Chuyển sang một diễn biến khác tại thủ đô. Hà Nội kiểm tra thanh tra việc bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị tăng cường kiểm tra, Việc thực hiện các quy định của pháp luật của các cơ sở bán lẻ thuốc, tập trung kiểm tra việc bán thuốc kháng virus Monopiravir, Favipiravir, xử lý nghiêm các cơ sở bán thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, thuốc Monopiravir mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế Việt Nam triển khai. Thuốc chỉ cấp phát cho bệnh nhân, không bán trên thị trường. Do đó, thuốc Monopiravir bán ở nhà thuốc hoặc bên ngoài thị trường là vi phạm pháp luật. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý. Giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 mới nhất được hiểu thế nào? Ngày 7 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam đã có quyết định bổ sung về hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong đó, giấy xác nhận tiêm mới có 3 mục, ghi rõ các liều cơ bản, bổ sung, nhắc lại. Theo đó, giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 3 mục. Khi người dân đi tiêm vaccine, sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm chủng vaccine với những chi tiết các mũi tiêm. Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm, liều bổ sung 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm. Mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 với tận 7 mũi vaccine khiến rất nhiều người dân hoang mang và lo lắng, sao lại tiêm nhiều vậy? Tuy nhiên, một chuyên gia y tế cho biết, mẫu giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 cũ chỉ dành chỗ cho hai mũi vaccine cơ bản là đã lạc hậu so với tình hình dịch bệnh cũng như tình hình tiêm chủng hiện nay trên thế giới. Với các vaccine hiện nay, liều cơ bản đa số là 2 mũi, nhưng vẫn có vaccine là 3 mũi. Người bệnh nặng cần phải tiêm một mũi bổ sung. Còn theo thời gian, hiệu quả bảo vệ của các mũi vaccine cơ bản suy giảm, nên sẽ phải tiêm liều nhắc lại mũi 3, mũi 4, và thời gian sau này cũng có thể phải tiếp tục nhắc lại. Do đó, giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 mới nhất nhằm thống kê các mũi tiêm mà người dân đang được tiêm chủng hiện nay để thuận tiện cho công tác quản lý. Người dân cũng nắm rõ hơn những mũi tiêm mà mình đã tiêm, thời gian tiêm, loại vaccine COVID đã tiêm, đơn vị tiêm chủng. Hiện nay, đa số người dân Việt Nam đã tiêm xong các mũi vaccine liều cơ bản và đang bắt đầu phải tiêm liều nhắc lại. Một số người bệnh nặng, suy yếu hệ miễn dịch lại cần phải tiêm liều bổ sung. Về các mũi tiêm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết, Liều nhắc lại vaccine COVID-19 cơ bản hiện nay, theo quy định của hầu hết nhà sản xuất là hai mũi, khoảng cách giữa các mũi là từ 3 đến 8 tuần, tùy loại vaccine. Riêng vaccine COVID-19 của Abdala liều cơ bản bao gồm 3 mũi, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày. Liều bổ sung là dành cho những người bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang phải điều trị thuốc ức chế miễn dịch, cần phải tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 như một liều tăng cường bổ sung. Liều vaccine bổ sung này được tiêm sau liều cơ bản ít nhất là 28 ngày. Liều nhắc lại là dành cho người từ 18 tuổi trở lên với khoảng cách từ 3 đến 6 tháng sau liều tiêm cơ bản. Bà Hồng cho biết, để phòng chống dịch và tình hình gánh nặng của biến thể Omicron trên thế giới, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên với thời gian tính từ mũi cuối cùng của liều tiêm cơ bản là 3 tháng. Lý giải về việc phải tiêm liều nhắc lại mũi 3, mũi 4 – Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam thuộc Bộ Y tế cho biết, trong các loại vaccine, có loại vaccine hiệu quả bảo vệ rất cao và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể, có thể suốt đời. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 lại có hiệu quả bảo vệ không cao như mong muốn và lại suy giảm theo thời gian. Cụ thể, theo công bố của các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trên thế giới, chỉ có hiệu quả bảo vệ từ 70% đến 90% được công bố sau khi tiêm mũi cuối từ 4 đến 6 tháng thì nồng độ kháng thể sẽ suy giảm. Do vậy, cần tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 mũi nhắc lại để tăng hiệu quả bảo vệ. Các mũi tiêm 4, 5 rồi 6 còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh cũng như khả năng cung ứng vaccine. Tiếp nối chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 7 tháng 1 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có tổng cộng 301,18 triệu ca mắc Covid-19 và 5,49 triệu ca tử vong. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid, số các nhiễm biến thể mới Omicron đang khiến các bệnh viện trên khắp nước này phải hoãn các cuộc phẫu thuật tự chọn để giải phóng giường bệnh. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho thấy, hầu hết các khu vực mà bệnh viện đang tạm ngừng phẫu thuật đều có tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 hàng ngày cao nhất hoặc là tăng đột biến trong suốt tháng 12 năm 2021 hoặc tháng 1 năm 2022. Cũng theo CDC Hoa Kỳ, tỷ lệ trung bình bệnh nhân nhập viện vì COVID trong 7 ngày đã tăng 60% so với tuần trước, lên 16.458 người một ngày, chỉ thấp hơn 0,2% so với mức đỉnh được ghi nhận trên toàn nước Mỹ cách đây đúng một năm. Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng số 59.564.116 ca mắc COVID-19, trong đó có 855.843 ca tử vong. Xếp thứ 2 trên thế giới là Ấn Độ với 35.226.386 ca mắc Covid và 483.178 ca tử vong. Ngày 7 tháng 1, Ấn Độ công bố phát hiện 171.100 ca mắc mới, tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 1 tuần và vượt qua cả mức cao đỉnh điểm ghi nhận trong các đợt bùng phát dịch bệnh trước đây khi biến thể Omicron lây lan nhanh và trở thành biến thể phổ biến tại nhiều thành phố. Do lo ngại tình hình dịch bệnh lây lan, kể từ ngày 11 tháng 1 tới đây, Ấn Độ sẽ áp đặt quy định cách ly bắt buộc tại nhà trong vòng 7 ngày đối với tất cả hành khách quốc tế nhập cảnh. Tại Đông Nam Á, nhà chức trách Thái Lan cùng ngày đã quyết định kéo dài vô thời hạn việc đình chỉ chương trình cách ly một đêm Test and Go, xét nghiệm và lên đường dành cho du khách đến bằng đường hàng không, nhưng đưa thêm 3 tỉnh vào chương trình thử nghiệm hộp cát du lịch hiện mới chỉ áp dụng cho hòn đảo nghỉ dưỡng Phu Khẹt. Thái Lan vào sáng ngày 7 tháng 1, công bố đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua tăng đột biến, với 7.526 ca cùng với 19 ca tử vong. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Thái Lan đã có tổng cộng 2.252.776 ca mắc COVID-19, trong đó có 21.799 ca không qua khỏi. Tại Nhật Bản, chính phủ nước này ngày 7 tháng 1 đã cho phép chính quyền các tỉnh Okinawa, Yamaguchi và Hiroshima áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm sau khi ghi nhận mức tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 tại các địa phương này. Đây là lần đầu tiên các biện pháp như vậy được thực thi kể từ khi thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức vào đầu tháng 10 năm 2021. Theo đó, kể từ ngày 9 đến ngày 31 tháng 1 tới, các cơ sở kinh doanh ăn uống phải rút ngắn thời gian hoạt động và tạm dừng phục vụ đồ uống có cồn. Các trường hợp không tuân thủ quy định có thể bị phạt tới 200.000 yên, tương đương với khoảng 1.700 đô la Mỹ. Ngày 6 tháng 1, Nhật Bản công bố phát hiện 4.475 ca nhiễm mới, tăng gần gấp đôi so với con số 2.638 ca được ghi nhận một ngày trước đó và cũng cao nhất kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2021. Tại châu Âu, số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt tại nhiều quốc gia. Ngày 6 tháng 1, Bộ Y tế Italia thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 219.441 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch đến nay. Trong khi đó, số ca mắc mới COVID tại Pháp trong ngày 6 tháng 1, dù đã giảm từ mức cao kỷ lục là hơn 332.000 ca của ngày trước đó, xuống còn 261.418 ca, nhưng vẫn còn ở mức cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Tính trung bình cả tuần, số ca mắc mới COVID theo ngày tại Pháp Lần đầu tiên vượt 200.000 ca một ngày kể từ đầu đại dịch. Tại Vương quốc Anh, số ca tái mắc Covid đang gia tăng nhanh chóng ở những người trên 30 tuổi. Theo dữ liệu của cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh, UKHSA, ít nhất 268.517 người đã từng mắc Covid-19 nhiều hơn một lần tính tới cuối tháng 12 năm ngoái. Nhà dịch tễ học Megan Cole của UKHSA cho biết, con số này có thể thấp hơn đáng kể so với thực tế. Do công tác xét nghiệm bị hạn chế trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã bắt đầu triển khai quân đội để hỗ trợ các bệnh viện đang bị thiếu nhân lực và phải chịu sức ép to lớn do số ca mắc Covid-19 tăng nhanh. Tại châu Mỹ, Cuba đang phải đối diện với đợt bùng phát mới nhất của dịch bệnh Covid-19, trong khi Argentina tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ đầu dịch. Cụ thể, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Cuba trước đó ghi nhận chưa tới 100 ca mỗi ngày nhưng đã gia tăng nhanh chóng trong vòng 2 tuần gần đây. Cuba ngày 6 tháng 1 công bố ghi nhận 1.429 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ và một trường hợp tử vong do dịch bệnh. Bộ Y tế Cuba cho biết nước này đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Còn tại Argentina, 109.608 ca mắc mới đã được công bố ghi nhận trong ngày 6 tháng 1, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, Nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Trong khi đó, Brazil thông báo ghi nhận 35.816 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Cho đến nay, Argentina đã ghi nhận tổng cộng 22.386.930 ca mắc, trong đó có 619.641 ca đã tử vong. Số ca tử vong do COVID tại Brazil hiện chỉ xếp sau Mỹ và Nga. Đến nay, Brazil đã ghi nhận tổng cộng 22.386.930 ca mắc, trong đó có 619.641 ca đã tử vong. Số ca tử vong do COVID tại Brazil hiện chỉ xếp sau Mỹ và Nga. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 8 tháng 1 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại